Các bài đọc lời Chúa Chúa Nhật thứ 16 thường niên 5D. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Jeremia chương 23. Chúa phán: Khốn cho các mục tử làm tản mát và sâu xé đoàn chiên ta. Vì thế Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng: Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán: Vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ khắp các xứ mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng: Này đây, đã tới những ngày ta gây cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 22. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính. Sợ dĩ vì uy danh người, lạy Chúa. Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cai gậy của người, đó là điều an ủi lòng con. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chưa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Bài đọc 2. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 2. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô anh em đã nên gần nhờ bổ huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai bên nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa, nơi Người mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút, vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.